Theo nguồn tin của Reuters, gã khổng lồ thời trang nhanh Shein của Trung Quốc đã bí mật nộp đơn IPO tại Mỹ, đánh dấu cột mốc mới trong mục tiêu mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu của thương hiệu. Theo trang web của công ty, Shein được thành lập vào năm 2012 bởi Chris Su và kể từ đó phát triển thành một thị trường thời trang toàn cầu, phục vụ khách hàng tại hơn 150 quốc gia với đội ngũ nhân sự hơn 11.000 người. Sản xuất ra hàng nghìn mẫu thiết kế mới mỗi ngày, Shein áp dụng mô hình bán hàng trực tiếp nhắm tới hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, hợp tác với các influencer, người có sức ảnh hưởng và chiêu đãi người mua với mã giảm giá. Shein được biết đến với những chiếc áo chỉ có giá 10 đô la Mỹ và quần short dành cho người đi xe đạp giá 5 đô la Mỹ. Cho biết họ có hơn 250 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và danh mục gồm 10 thương hiệu, bao gồm Romwe, MOTF và Kuku. Ông lớn ngành thời trang không công khai doanh thu, nhưng các nguồn tin cho biết công ty đã kiếm được khoảng 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương 15,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Về mô hình sản xuất, Shein sản xuất quần áo ở Trung Quốc và bán hàng online ở thị trường Mỹ, châu Âu và châu Á, ngoại trừ Trung Quốc. Công ty không sở hữu hoặc vận hành bất kỳ cơ sở sản xuất nào, mà thay vào đó làm việc với khoảng 5.400 nhà sản xuất bên thứ ba theo hợp đồng, chủ yếu là ở Trung Quốc. Shein áp dụng hệ thống sản xuất theo yêu cầu, cho phép nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng phổ biến và loại bỏ những sản phẩm bán chậm. Quá trình này giúp cải thiện tốc độ sản xuất và quản lý hàng tồn kho. Shein vận chuyển phần lớn sản phẩm trực tiếp từ Trung Quốc đến người mua hàng bằng đường hàng không. Chiến lược này đã giúp công ty tránh được tình trạng hàng tồn kho chất đống và tránh thuế nhập khẩu tại Mỹ, một trong những thị trường lớn nhất của ông lớn thời trang, vì nó cho phép nhà bán lẻ tận dụng điều khoản tối thiểu miễn thuế cho các sản phẩm giá rẻ. Quy định về thuế hiện đang bị Quốc hội Mỹ giám sát chặt chẽ khi nhiều người cho rằng nó tạo điều kiện cho các công ty trốn thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc. Chiến lược chỉ bán hàng trực tuyến đã giúp họ giảm chi phí chung, nhưng thời gian chờ đợi ngày càng tăng, lên tới 2 tuần hoặc hơn để nhận hàng ở Mỹ, đã khiến họ gặp bất lợi trước các đối thủ như Target, Walmart và Amazon.com. Shein được định giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ trong vòng gây quỹ trị giá 2 tỷ đô la Mỹ vào tháng 3, vượt mặt ông lớn bán lẻ cùng ngành đến từ Thụy Điển là H&M với định giá 27 tỷ đô la Mỹ. Với mức định giá đó, Shein vẫn đứng sau Fast Retailing, chủ sở hữu Uniqlo với định giá 80 tỷ đô la Mỹ và Inditex, chủ sở hữu của Zara Inditex với giá trị 126 tỷ đô la Mỹ. Shein đã chuyển trụ sở chính từ Nam Kinh đến Singapore vào khoảng cuối năm 2021, một sự thay đổi mà các nhà phân tích cho rằng giúp công ty lách các quy định mới nghiêm ngặt của Trung Quốc về niêm yết ở nước ngoài.